1, 2, 3, action. Xin chào mọi người, mình là Nấm Mèo Trùm đây. Và hôm nay mình đã quay trở lại với series tập thể dục cùng Nấm Mèo Trùm. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục tập cơ bụng. Và bữa sau chúng ta sẽ tập những cái bài tập khác về vai, về tay, về chân, về toàn thân luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tập cơ bụng. Và hôm nay chúng ta sẽ tập một cái bài tập với cái ghế tập này đây. Và trước khi mà mình bắt đầu vô tập cái bài này, mình phải khởi động một tí xíu. Kiểu dạng phải làm cho người nó dẻo một chút. Rồi. Ok. Sau khi đã khởi động cho chân với tay của mình nó dẻo một chút xíu thì mình sẽ bắt đầu lên cái ghế tập, bởi vì cái bài tập này nó đòi hỏi người ta cũng phải dẻo dai chút, tại là giờ này mình lười tập quá nên cũng hơi cứng người rồi. Ok. Vâng. Và chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện thôi. Yeah. Mình sẽ cố gắng tập cái này trong vòng 5 cái, tại vì mình mới bắt đầu tập nên không cần phải tập quá nhiều. Mình tập 5 cái xong rồi mình nghỉ. Nhưng mà tại vì do hiện tại sức khỏe của mình đang không được tốt lắm nên mình chỉ nên tập vừa vừa thôi, chỉ cần 5 cái. Ok. Mình chỉ cần tập. Thì nó sẽ ngồi như thế này, sau đó nắm chặt vào cái cán ở phía trên, bắt đầu để chân nhấc lên. Ngày xưa hồi mình còn trẻ, lúc đó mình 16, 17 tuổi, mình tập cái bài này ngon luôn. Mình tập được khoảng 10 tới 20 cái. Nhưng mà tại dạo này lười biếng quá. Từ ngày mình chia tay với người yêu xong cái mình mất động lực tập luyện luôn. Mình thì phải công nhận là mình quá yếu đuối. Nhưng mà bây giờ mình đã suy nghĩ lại rồi, mình phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đá đít con người yêu đó luôn. Thôi thì mình chỉ muốn nói vậy thôi. Ôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Và nói chung là mọi người nên tập như vậy 5 cái, xong rồi nghỉ khoảng 1-2 phút, xong rồi lại tiếp tục tập thêm 5 cái nữa, làm vậy khoảng 3 đến 5 hiệp. Không, lột 5 tới 10 hiệp tùy thể lực của mỗi người. Đảm bảo là sau một thời gian tập thì cái bụng của mình nó sẽ phẳng lì luôn, chứ không có béo như mình. Mình giờ này ăn nhiều, ngồi nhiều, chơi game nhiều nên cơ bắp nó cũng hơi mất chất rồi, có người nói mình vậy. Nên mình sẽ cố gắng quyết tâm tập luyện trở lại, chơi hát trở lại, hát co trở lại, mạnh mẽ hơn. Yeah. Ok, không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Bye.